kính chào quý vị và các bạn. Vào ngày đầu tuần thì miền Bắc tăng nhiệt và ấm nóng hẳn lên, nhất là ở phía Tây như là Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên Phủ, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ C. Còn đối với thủ đô Hà Nội và hầu khắp các nơi khác của miền Bắc thì nhiệt độ trong khoảng là 25 đến 30 độ C. Dự báo là chuỗi ngày ấm nóng ở miền Bắc sẽ còn kéo dài khoảng 3 đến 4 ngày nữa. Như là tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ tiếp tục tăng lên khoảng từ 1 cho tới 2 độ mỗi ngày và có thể lên là 33 độ C vào ngày thứ tư của tuần tới. Cảm giác sẽ nóng như là mùa hè. Phải đến ngày thứ sáu khi mà có không khí lạnh về thì trời chuyển mưa và trời se lạnh trở lại. Lui xuống khu vực miền Trung và Tây Nguyên, dự báo là ngày mai thì nắng sẽ là trạng thái chủ đạo. Đối với các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống cho tới Huế thì dự báo là nắng vào trưa và chiều với nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 32 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết cũng như là tại Kon Tum, Pleiku hay là Gia Nghĩa thì nắng sớm hơn từ sáng và đến chiều thì nền nhiệt cũng cao hơn, phổ biến trong khoảng là 30 đến 33 độ C. Nam Bộ tiếp tục là nơi nóng nhất trên cả nước và ngày mai thì nắng nóng sẽ bao trùm hầu khắp khu vực miền Đông, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi của miền Tây như là Vĩnh Long và Cần Thơ, nhiệt độ là khoảng từ 35 đến 36 độ C, thậm chí ở Biên Hòa nắng nóng gay gắt 37 độ C. Về thời tiết biển, ngoài khơi quanh hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa và ngày mai thì trời có nắng, gió khoảng là cấp 3 đến cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.